trở thành huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, huấn luyện viên Toshiya Miura trước mắt sẽ gắn bó với đội bóng này với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm kèm theo điều khoản gia hạn. Ở mùa giải 2018, mục tiêu câu lạc bộ đặt ra cho huấn luyện viên người Nhật chính là đưa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh lọt vào top 5 đội mạnh nhất V-League, xa hơn là top 3 và vô địch V-League. Cùng với đó, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng ra mắt những chân sút mới đáng chú ý như tiền vệ Trần Phi Sơn, hậu vệ Sầm Ngọc Đức, hậu vệ Vũ Ngọc Thịnh, tiền đạo Gonzalo. Tôi đã làm việc với huấn luyện viên Miura và tôi biết ông có những điểm mạnh gì và điểm yếu gì. Với cái chuyên môn của Miura sẽ giúp cho đội bóng cải thiện về thể lực, cải thiện về chiến thuật và quan trọng hơn là ông cải thiện được về cái sự cạnh tranh lành mạnh trong đội bóng. Thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hướng cho em đến một cái tương lai tốt hơn. Em sẽ cố gắng hết mình để đạt được gì đội bóng và mong muốn. Cũng nhân dịp này, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu logo mới của câu lạc bộ với hai màu chủ đạo là đỏ và trắng, cùng với kênh YouTube chính thức của câu lạc bộ. Với những thay đổi mạnh mẽ từ chuyên môn đến bên lề, câu lạc bộ Thành phố Mang Tiền Bác đang cho thấy tham vọng lớn tại mùa giải 2018.